Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng thọ trường vương. Dạ, cháu con họ tộc tâm thành dâng hương, dâng lên bái yết tổ tộc, mà con cháu lên đài dâng hương, con dâng lên bái yết tổ tiên. Ý à ơi à, ba nội ngoại cùng là tứ thân, ba tổ cô ông mãnh xa gần đều là hệ thống tình tân họ nhà họ tộc con thiết lễ tình. Họ tộc con thiết lễ tình cao, kính mời tiên tổ hồi nay giáng đàn. Ơn tổ tiên trồng cây gây hạt từ đường ta, ngào ngạt hương hoa hôm nay con cháu gần xa. Bình thường ngày hôm nay nở anh xanh ngọn. Vâng, nước có tổ tâm sâu rõ
sinh ra con cháu các làng quê mẹ Quỳnh Hương họ phải làm nghiêm ơi cái túi táo đâu nhỉ này không phải đưa thôi vương hôm nay nhân kiếp ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ chim cung canh hương nhờ có tổ ngẫm trầm hoàn chăm mây họ san lao như cầu bách tiểu quy sao chăm mơ nghe ngàn xuôi rồi buôn trong công đức tụ tinh nhiệm văng nghi vặt ngàn thu nhớ cầu âm thủy hiên xưa ngọn nhì mà công gốc cơ đồ vững sao mà không gốc cơ đồ phức sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng người dõi trong anh ngày nay đức tiên hương dành mười giờ mười vâng ngày nay nức nga tiếng thương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa về quê mẹ mình nghỉ chơi. Mẹ thằng Hạ nhờ ở nó 2 ngày. Hạ nhờ xong rồi, xong rồi, xong rồi. Bây giờ là mẹ mình lấy mấy đứa con thì như cũng như những người dẫn. Mấy ảnh đâu, không đâu, không chụp. Mẹ về phố, không về phò mẹ ạ. Không, máy này mới đẹp. Cái này khác kiểu nhỉ? Vâng. Nào, nào, đây, đây. À, đây về đây rồi chứ. Xe về rồi à? À vâng ạ, anh. Người quê đưa thằng này quay đường nghỉ ạ. Có chào các cụ chưa, chào các bà chưa, anh chưa, mấy giờ về khoảng em về đi rồi nha, cũng xiếng cụ ông cụ bà rồi. Ông bà nó về ạ? Đâu, chưa về tới đây à? À, chưa về tới đây á? Về đang bà vừa ra kia đây. Có phải xe cộ gì ra đó không? Có, nhiều có, anh ấy vừa ra đó xong. Về dân. Chào ông bà về. Vâng ạ. Bố mẹ cháu có về. Bố mẹ cháu, bố cháu nhưng mới bận, mẹ cháu về trong cửa hàng. Thế ai lái xe? Có xe với cả chị Trang về. Thế mà không đánh xe thẳng vào trong này luôn? Cháu để ngay chỗ đối diện, chỗ gần trường học ạ. Cháu để trước cái đình nhĩ nữa. À vâng đấy. Để trước cái đình được vì nay là nay là có việc rồi. Ngay chỗ cây đa. Đây là món gì đấy? Đặc sản Đông Đô. Bên đây có quả là bắp chung ơi. Bên đây có quả là đặc sản Đông Đô. Cháu cũng xem trên mạng đặc sản Đông Đô. Lắm như về chả? Lắm như năm nay rồi. Bé. Đâu? Hôm nay mới vào đám cưới bao nhiêu hết bao nhiêu? Cái này thấy chưa bác? Thấy không?
Thủy đi cái lọc Thủy đi Thank you.